20 phẩm tướng bất thối. Bấy giờ Thiện hiện lại bạch Phật: Chúng con phải dựa vào hành động tướng trạng nào mới biết được Đại Bồ Tát này bất thối chuyển? Phật bảo: Thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát có thể biết rõ như thật, hoặc bậc dị sanh, hoặc bậc thanh văn, hoặc bậc độc giác, hoặc bậc Bồ Tát, hoặc bậc Như Lai, các bậc như thế, tuy nói có khác, nhưng trong tánh chân như của các pháp không biến đổi, không phân biệt, không hai, không hai phần. Đại Bồ Tát này tuy thật ngộ nhập vào chân như các pháp, nhưng đối với chân như không có sự phân biệt, vì lấy vô sở đắc làm phương tiện. Đại Bồ Tát này đã thật ngộ nhập chân như các pháp, dù nghe chân như và tất cả pháp không hai không khác mà tâm không nghi trệ. Vì sao? Vì chân như và pháp không thể nói là một, không thể nói khác, không thể nói đồng hay không đồng. Đại Bồ Tát này quyết không coi nhẹ điều này mà phát ra lời nói. Nếu có nói lời gì, đều đem lại lợi ích và ý nghĩa. Nếu không lợi ích và ý nghĩa, quyết không nói ra. Đại Bồ Tát này hoàn toàn không xem chỗ tốt xấu hay dở của người, bình đẳng thương xót và vì họ thuyết pháp. Đại Bồ Tát này chẳng xem trùng tánh sang hèn của pháp sư, chỉ cầu thuyết được pháp nghĩa chân tịnh. Thiện hiện, Đại Bồ Tát bất thối chuyển đều có những hành động tướng trạng như vậy. Vì có những hành động tướng trạng này nên biết là Đại Bồ Tát bất thối chuyển. Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật: Lại do các hành động tướng trạng nào mà biết là Đại Bồ Tát bất thối chuyển? Phật bảo: Thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát có thể quán các pháp không có hành động tướng trạng, thì phải biết là Đại Bồ Tát bất thối chuyển. Thiện hiện lại bạch Phật: Nếu tất cả pháp không có hành động tướng trạng thì chuyển pháp nào mà được gọi là bất thối chuyển? Phật bảo: Thiện hiện, Đại Bồ Tát chuyển sắc uẩn cho đến thức uẩn nên gọi là bất thối chuyển. Chuyển nhãn xứ cho đến ý xứ nên gọi là bất thối chuyển. Chuyển sắc xứ cho đến pháp xứ nên gọi là bất thối chuyển. Chuyển nhãn giới cho đến ý giới nên gọi là bất thối chuyển. Chuyển sắc giới cho đến pháp giới nên gọi là bất thối chuyển. Chuyển nhãn thức giới cho đến ý thức giới nên gọi là bất thối chuyển. Chuyển nhãn xúc cho đến ý xúc nên gọi là bất thối chuyển. Chuyển các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra nên gọi là bất thối chuyển. Chuyển địa giới cho đến thức giới nên gọi là bất thối chuyển. Chuyển nhân duyên cho đến tăng thượng duyên nên gọi là bất thối chuyển. Chuyển vô minh cho đến lão tử nên gọi là bất thối chuyển. Chuyển bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa nên gọi là bất thối chuyển. Chuyển pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không nên gọi là bất thối chuyển. Chuyển chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ nên gọi là bất thối chuyển. Chuyển thánh đế khổ tập diệt đạo nên gọi là bất thối chuyển. Chuyển bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc nên gọi là bất thối chuyển. Chuyển bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo nên gọi là bất thối chuyển. Chuyển pháp môn giải thoát không, vô tướng vô nguyện nên gọi là bất thối chuyển. Chuyển tám giải thoát cho đến 10 biến xứ nên gọi là bất thối chuyển. Chuyển tịnh quán địa cho đến Như Lai địa nên gọi là bất thối chuyển. Chuyển cực hỷ địa cho đến pháp phân địa nên gọi là bất thối chuyển. Chuyển pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma địa nên gọi là bất thối chuyển. Chuyển năm loại mắt, sáu phép thần thông nên gọi là bất thối chuyển. Chuyển 10 lực Như Lai cho đến 18 pháp Phật bất cộng nên gọi là bất thối chuyển. Chuyển đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả nên gọi là bất thối chuyển. Chuyển 32 tướng đại sĩ, 80 vẻ đẹp nên gọi là bất thối chuyển. Chuyển pháp không quên mất tánh luôn luôn xả nên gọi là bất thối chuyển. Chuyển quả dự lưu cho đến độc giác bồ đề nên gọi là bất thối chuyển. Chuyển trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng nên gọi là bất thối chuyển. Chuyển bậc dị sanh, hoặc bậc thanh văn, hoặc bậc độc giác, hoặc bậc bồ tát, hoặc bậc như lai nên gọi là bất thối chuyển. Chuyển các hạnh đại Bồ Tát nên gọi là bất thối chuyển. Chuyển quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề của chư Phật nên gọi là bất thối chuyển. Vì sao? Vì tự tánh của sắc là vô sở hữu, cho đến tự tánh quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề của chư Phật cũng vô sở hữu. Vì đại Bồ Tát này ở trong chỗ không trụ nên được gọi là bất thối chuyển. Nếu đại Bồ Tát có thể biết được như thế thì được gọi là đại Bồ Tát bất thối chuyển.
Lại nữa thiện hiện, tất cả đại Bồ Tát bất thối chuyển đều chẳng muốn xem hình tướng và lời nói của ngoại đạo Sa môn, Bà la môn vân vân. Dù các Sa môn, Bà la môn vân vân ấy đã biết một cách đúng đắn và thấy một cách chân thật đối với pháp đã thấy, hoặc có thể thiết lập pháp môn chánh kiến, nhất định không có điều ấy. Nếu đại Bồ Tát thành tựu các hành động tướng trạng như thế, thì biết đó là đại Bồ Tát bất thối chuyển. Lại nữa thiện hiện, đối với pháp và luật mà Đức Phật đã thuyết một cách hoàn hảo, tất cả đại Bồ Tát bất thối chuyển đều tin hiểu sâu xa, không sanh nghi ngờ. Đối với các việc thế gian, không có giới cấm thủ, chẳng rơi vào tà kiến, chẳng chấp các điểm lành của thế tục đấy làm thanh tịnh, hoàn toàn không lễ kính các thiên thần khác, như việc phụng thờ của ngoại đạo và thế gian, cũng chẳng đem các thứ tràng hoa, hương bổ, hương xoa, y phục, chuỗi anh lạc, tràng phan, bảo cái, kỹ nhạc, đèn sáng để cúng dường thiên thần và các ngoại đạo. Nếu đại Bồ Tát thành tựu các hành động tướng trạng như thế, thì biết đó là đại Bồ Tát bất thối chuyển. Lại nữa thiện hiện, các đại Bồ Tát bất thối chuyển không rơi vào địa ngục, bảng sanh, ngạ quỷ, Atula, cũng không sanh vào dòng hạ tiện, nghĩa là hàng chiên đà la, kẻ ác, bổ yết xa, người bất tín nhân quả, chắc chắn chẳng thọ báo, sanh làm hoàng môn, người không đủ nam căn, không căn hoặc hai căn, và thân người nữ, cũng chẳng thọ thân mù, điếc, câm ngọng, củi cụt tay chân, hủi lác, đùn xấu, lưng gù, vân vân, chắc chắn không sanh vào chỗ tất bật công việc. Nếu đại Bồ Tát thành tựu các hành động tướng trạng như thế, thì biết đó là Bồ Tát bất thối chuyển. Lại nữa thiện hiện, tất cả đại Bồ Tát bất thối chuyển thường vui thực hành 10 thiện nghiệp đạo, tự xa lìa sự giết hại sanh mạng cho đến tà kiến, cũng khuyên người khác xa lìa sự giết hại sanh mạng cho đến tà kiến, thường khen ngợi đúng pháp xa lìa sự giết hại sanh mạng cho đến tà kiến, hoan hỉ tán thán người xa lìa sự giết hại sanh mạng cho đến tà kiến. Cho đến trong giấc mộng, đại Bồ Tát này cũng chẳng thọ hiện hành động thuộc 10 nghiệp bất thiện, huống chi lúc tĩnh giác, hành động các việc này. Nếu các đại Bồ Tát thành tựu các hành động tướng trạng như thế, thì biết đó là đại Bồ Tát bất thối chuyển. Lại nữa thiện hiện, tất cả đại Bồ Tát bất thối chuyển, vì lợi ích tất cả hữu tình, dùng vô sở đắc làm phương tiện, thường tu bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa, không có sự lười bỏ. Nếu đại Bồ Tát thành tựu các hành động tướng trạng như thế, thì biết đó là đại Bồ Tát bất thối chuyển. Lại nữa thiện hiện, tất cả đại Bồ Tát bất thối chuyển đã thọ trì suy nghĩ đọc tụng được bao nhiêu khế kinh cho đến luận nghị, tất cả đều được thông hiểu rốt ráo, rồi thường đem pháp này bố thí cho tất cả hữu tình với ý nghĩ như vậy, phải làm thế nào để những lời phát nguyện và những mong cầu chân chánh của các loài hữu tình đều được thành tựu viên mãn trọn vẹn. Lại đem căn lành pháp thí này cho các hữu tình một cách bình đẳng, cùng lấy vô sở đắc làm phương tiện, hồi hướng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Nếu đại Bồ Tát thành tựu các hành động tướng trạng như thế, thì biết đó là đại Bồ Tát bất thối chuyển. Lại nữa thiện hiện, tất cả đại Bồ Tát bất thối chuyển hoàn toàn không có niệm nghi ngờ do dự đối với pháp môn sâu xa mà Đức Phật đã thuyết. Cụ thọ thiện hiện liền bạch Phật, bạch Thế Tôn, do nhân duyên nào mà đại Bồ Tát bất thối chuyển hoàn toàn không có niệm nghi ngờ do dự đối với pháp môn sâu xa mà Đức Phật đã thuyết? Phật bảo: Thiện hiện, tất cả đại Bồ Tát bất thối chuyển đều hoàn toàn chẳng thấy có pháp nào có thể nghi ngờ do dự, nghĩa là chẳng thấy có sắc uẩn cho đến thức uẩn, cũng chẳng thấy có nhãn xứ cho đến ý xứ, cũng chẳng thấy có sắc xứ cho đến pháp xứ, cũng chẳng thấy có nhãn giới cho đến ý giới, cũng chẳng thấy có sắc giới cho đến pháp giới, cũng chẳng thấy có nhãn thức giới cho đến ý thức giới, cũng chẳng thấy có nhãn xúc cho đến ý xúc, cũng chẳng thấy có các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra, cũng chẳng thấy có địa giới cho đến thức giới, cũng chẳng thấy có nhân duyên cho đến tăng thượng duyên, cũng chẳng thấy có vô minh cho đến lão tử, cũng chẳng thấy có bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa, cũng chẳng thấy có pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không, cũng chẳng thấy có chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ, cũng chẳng thấy có thánh đế khổ tập diệt đạo, cũng chẳng thấy có bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, cũng chẳng thấy có bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo,
cũng chẳng thấy có pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện, cũng chẳng thấy có tám giải thoát cho đến 10 biến xứ, cũng chẳng thấy có tịnh quán địa cho đến Như Lai địa, cũng chẳng thấy có cực hỷ địa cho đến pháp vân địa, cũng chẳng thấy có pháp môn đà la ni, pháp môn tam ma địa, cũng chẳng thấy có năm loại mắt, sáu phép thần thông, cũng chẳng thấy có 10 lực Như Lai cho đến 18 pháp Phật bất cộng, cũng chẳng thấy có đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, cũng chẳng thấy có 32 tướng, 80 vẻ đẹp, cũng chẳng thấy có pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả, cũng chẳng thấy có trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, cũng chẳng thấy có quả dự biêu cho đến độc giác bồ đà, cũng chẳng thấy có tất cả hạnh đại Bồ Tát và quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề của chư Phật. Trong số ấy không có pháp nào có thể nghi ngờ do dự. Nếu đại Bồ Tát thành tựu trọn vẹn các hành động tướng trạng như thế, thì biết đó là đại Bồ Tát bất thối chuyển. Lại nữa, thiện hiện tất cả đại Bồ Tát bất thối chuyển, thành tựu nghiệp thân khẩu ý điều hòa nhu nhuyến, dễ ưa dễ mến, đối với các hữu tình tâm không hạng ngại. Nếu đại Bồ Tát thành tựu các hành động tướng trạng như thế, thì biết đó là đại Bồ Tát bất thối chuyển. Lại nữa, thiện hiện tất cả đại Bồ Tát bất thối chuyển, thường thành tựu từ bi hỷ xả vân vân, tương ưng thân khẩu ý nghiệp, để làm việc lợi ích cho các hữu tình. Nếu đại Bồ Tát thành tựu các hành động tướng trạng như thế, thì biết đó là đại Bồ Tát bất thối chuyển. Lại nữa, thiện hiện tất cả đại Bồ Tát bất thối chuyển, thường không cùng với năm triền cái ở chung. Năm triền cái là tham dục, sân giận, hôn trầm, thủy miên, ác tác, trạo cử, nghi. Nếu đại Bồ Tát thành tựu các hành động tướng trạng như thế, thì biết đó là đại Bồ Tát bất thối chuyển. Lại nữa, thiện hiện tất cả đại Bồ Tát bất thối chuyển đều đã bẻ gãy tất cả tùy miên, tất cả tùy phiền não trói buộc, đều vĩnh viễn không phát sanh. Nếu đại Bồ Tát thành tựu các hành động tướng trạng như thế, thì biết đó là đại Bồ Tát bất thối chuyển. Lại nữa, thiện hiện tất cả đại Bồ Tát bất thối chuyển ra vào qua lại, tâm không mê lầm, luôn luôn an trụ chánh niệm tỉnh giác, oai nghi tiến rừng, đi đứng nằm ngồi, hạ chân cất bước cũng đều như vậy. Dạo đi chỗ nào phải xem xét nơi ấy, niệm niệm thong thả, nhìn thẳng mà bước, cử chỉ và lời nói không thô tháo. Nếu đại Bồ Tát thành tựu các hành động tướng trạng như thế, thì biết đó là đại Bồ Tát bất thối chuyển. Lại nữa, thiện hiện những vật dụng của các đại Bồ Tát bất thối chuyển, như đồ nằm, y phục luôn luôn thơm sạch, không có các mùi hôi, trí giận, bọ chét, vân vân, tâm ưa sạch đẹp, thân không tật bệnh. Nếu đại Bồ Tát thành tựu các hành động tướng trạng như thế, thì biết đó là đại Bồ Tát bất thối chuyển. Lại nữa, thiện hiện tất cả đại Bồ Tát bất thối chuyển, thân tâm thanh tịnh, chẳng phải như trong thân người thường luôn bị tám vạn trùng giúp rỉa. Vì sao? Vì thiện căn của các đại Bồ Tát này tăng lên, vượt khỏi thân hình đã thọ ở thế gian, trong ngoài sạch sẽ, nên không có các loại trùng giúp rỉa nơi thân. Thiện căn dần dần tăng thêm, cứ như vậy thân tâm càng thanh tịnh. Do vậy nên thân tâm các đại Bồ Tát này bền chắc như kim cương, không bị các nghịch duyên phá hại. Nếu đại Bồ Tát thành tựu các hành động tướng trạng như thế, thì biết đó là đại Bồ Tát bất thối chuyển. Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn, các đại Bồ Tát bất thối chuyển làm thế nào để thân khẩu ý thường được thanh tịnh? Phật bảo: Thiện hiện các thiện căn như thế của đại Bồ Tát này dần dần tăng trưởng như vậy, vì được năng lực của các căn lành điều khiển, nên đến tận cùng đời vị lai, nghiệp thân khẩu ý hoàn toàn không phát sanh, do vậy thân khẩu ý thường được thanh tịnh. Lại nữa, thiện hiện ba diệu hạnh về thân, bốn diệu hạnh về khẩu và ba diệu hạnh về ý của đại Bồ Tát này luôn luôn được biểu hiện, nên bất cứ lúc nào thân khẩu ý cũng thanh tịnh. Nhờ sự thanh tịnh này nên vượt qua các bậc thanh văn, độc giác, vân vân, trụ ngôi vị Bồ Tát kiên cố chẳng động. Do đây thân khẩu ý thường được thanh tịnh. Nếu đại Bồ Tát thành tựu các hành động tướng trạng như thế, thì biết đó là đại Bồ Tát bất thối chuyển. Lại nữa, thiện hiện tất cả đại Bồ Tát bất thối chuyển chẳng trọng lợi dưỡng, chẳng màng danh dự, chẳng đắm nhiễm các việc ăn uống, y phục, ngoạn cụ, phòng nhà, của cải. Tuy thọ 12 công đức đầu đà, nhưng trong đó không có sự ỷ thị. Nếu đại Bồ Tát thành tựu các hành động tướng trạng như thế, thì biết đó là đại Bồ Tát bất thối chuyển. Lại nữa, thiện hiện tất cả đại Bồ Tát bất thối chuyển thường tu bố thí cho đến bát nhã ba la mật đa, rốt ráo chẳng khỏi tâm bòn sẻn, tham lam, phá giới, giận dữ, giải đãi,
tán loạn, ngu si và các thứ phiền não trói buộc tâm tương ưng. Nếu Đại Bồ Tát thành tựu các hành động tướng trạng như thế, thì biết đó là Đại Bồ Tát bất thối chuyển. Lại nữa, thiện hiện tuệ giác sâu xa kiên cố của tất cả Đại Bồ Tát bất thối chuyển, do lắng nghe chánh pháp, cung kính, tin thọ, chú tâm suy nghĩ, nghĩa lý một cách rốt ráo, tùy theo pháp đã lãnh thọ thuộc thế gian hay xuất thế gian, đều có thể phương tiện hội nhập lý thú sâu xa của Bát Nhã Ba La Mật Đa. Các sự nghiệp đã tạo thuộc thế gian cũng đều dựa vào Bát Nhã Ba La Mật Đa để hội nhập pháp tánh. Không thể có sự nghiệp nào ra ngoài pháp tánh ấy. Nếu có pháp nào chẳng tương ưng với pháp tánh, thì cũng có thể phương tiện hội nhập lý thú sâu xa của Bát Nhã Ba La Mật Đa được. Do đây chẳng thấy pháp nào ra ngoài pháp tánh ấy. Nếu Đại Bồ Tát thành tựu các hành động tướng trạng như thế, thì biết đó là Đại Bồ Tát bất thối chuyển. Lại nữa, thiện hiện, giả sử có ác ma xuất hiện ở trước mặt Đại Bồ Tát bất thối chuyển và hóa ra 8 địa ngục lớn, mà trong mỗi địa ngục lớn hóa ra vô lượng trăm ngàn Bồ Tát đều bị lửa dữ thiêu đốt và chịu khổ độc hại chua cay, hóa làm như vậy rồi bảo các Bồ Tát bất thối chuyển. Các Đại Bồ Tát này đều đã lãnh thọ chẳng nuôi quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, nên mới rơi vào địa ngục lớn này, chịu các thứ khổ cực như thế này. Này Bồ Tát, các ông đã nhận thọ ký bất thối chuyển quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, cũng sẽ đọa vào địa ngục lớn này để chịu các thứ khổ cực. Như vậy, Phật đã thọ ký cho các ông phải chịu khổ trong địa ngục lớn, chứ chẳng phải thọ ký bất thối chuyển quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Thế nên các ông nên mau lìa bỏ tâm Đại Bồ Đề, may ra có thể thoát khỏi địa ngục này, sẽ sanh lên cõi trời hoặc làm người, hưởng các sự sung sướng an vui. Khi nghe thấy việc này, tâm của Đại Bồ Tát bất thối chuyển không hề dao động, cũng chẳng kinh sợ nghi ngờ, chỉ nghĩ đã nhận thọ ký bất thối chuyển mà Đại Bồ Tát còn đọa vào địa ngục bằng sanh ngạ quỷ Atula thì chắc chắn không có điều ấy. Vì sao? Vì chắc chắn các Bồ Tát bất thối chuyển không có nghiệp bất thiện, cũng không có trường hợp nghiệp thiện mà phải chuốc lấy quả khổ như vậy. Nhất định chư Phật không có lời dối gạt. Những điều mà Như Lai nói ra đều vì an lạc cho tất cả hữu tình, vì lòng đại từ bi mà Ngài nói ra. Những điều thấy nghe hôm nay hoàn toàn do ác ma làm ra, nói ra đều chẳng thật có. Nếu Đại Bồ Tát thành tựu các hành động tướng trạng như thế, thì biết đó là Đại Bồ Tát bất thối chuyển. Lại nữa, thiện hiện, giả sử có ác ma giả dạng sa môn đi đến gặp tất cả Đại Bồ Tát bất thối chuyển nói như vậy: trước đây ông đã nghe khuyên nếu tu bố thí cho đến Bát Nhã Ba La Mật Đa thì sẽ mau viên mãn cho đến nên chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề đã mong cầu. Những điều nghe được như vậy đều là tà thuyết, nên mau lìa bỏ chớ cho là chân thật. Và lại trước đây ông đã nghe rằng tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác và các đệ tử từ lúc mới phát tâm cho đến thời gian tồn tại của chánh pháp luôn tùy hỷ với các công đức thiện căn đã có được, tập hợp tất cả và ban cho các hữu tình một cách bình đẳng, dùng vô sở đắc làm phương tiện cùng hồi hướng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Những lời đã nghe này cũng là tà thuyết, hãy mau xả bỏ chớ cho là chân thật. Nếu ông xả bỏ những tà pháp đã nghe, ta sẽ dạy ông Phật pháp chân chánh thanh tịnh, khiến ông tu học mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Những lời đã nghe trước đây chẳng phải lời dạy chân chánh của Phật, mà chỉ là những văn tục soạn ra một cách sai lầm. Lời ta nói mới là lời chân chánh của Phật. Thiện hiện nên biết, nếu Đại Bồ Tát nghe lời này mà tâm dao động, nghi ngờ, sợ hãi, thì phải biết vị ấy chưa nhận sự thọ ký bất thối chuyển, nên chưa quyết định đối với quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, chưa gọi là Đại Bồ Tát bất thối chuyển. Thiện hiện nên biết, khi nghe những lời này mà tâm các Đại Bồ Tát chẳng dao động, cũng chẳng nghi ngờ, sợ hãi, chỉ trụ vào pháp tánh không tạo tác, không tướng trạng, không sanh khởi, thì dù có làm việc gì, Đại Bồ Tát này cũng chẳng tin vào lời người khác, chẳng theo sự chỉ dạy của người khác mà tu bố thí cho đến Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng theo sự chỉ dạy của người khác cho đến chứng được quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Phải biết Đại Bồ Tát này đã đối với quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề được bất thối chuyển. Như bậc A-la-hán đã hết lậu hoặc,
dù có làm việc gì cũng chẳng tin lời người khác, hiện chứng pháp tánh không lầm không nghi, tất cả ác ma không thể làm dao động, tất cả thanh văn độc giác ngoại đạo và các ác ma không thể phá hoại, bẻ gãy tâm của đại bồ tát bất thối chuyển này, cũng không thể làm cho họ thối lui quả bồ đề. Đại bồ tát này chắc chắn đã trụ bất thối chuyển.